chung là mình đi tới đâu á mình phải khiêm tốn chút xíu, mình sẽ được lòng tất cả mọi người nha. Thường với Trâm đi chơi đừng để người ta ghét. Dạ chị không có gây hấn nữa. Dạ đúng, tại vì chị Như, em nghe lời chị Như, đi chơi đừng để cho người ta ghét, cho nên câu này em nhường. Hồi nãy vấn đề là anh trả lời không có vô trọng tâm. Anh trả lời phải cho người ta cái cảm xúc, cảm nghĩ. Người ta mới nấy, còn hỏi sao thì người ta trả lời vậy thôi. Ok ok. Hoàng có đang ngủ không? Không, đang vui mà. Ok. Rồi qua hỏi tiếp Hải Triều đi. Dạ. Thôi. Ủa sao Hải Triều cái không? Có ngon đứng gần Hải Triều. Có ngon đứng gần Hải Triều. Đứng gần Hải Triều không? Để đi lẹ lạnh nha anh. Ê Triều. Em hỏi từ xa được. Có gì đâu, em hỏi từ xa được mà. Thôi nói bản thân đồng nghiệp nhau. Không, bây giờ đứng gần quá. Rồi ok, Hải Triều và cặp này. Hải Triều, tâm thế như thế nào nè?